Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Vivo TV. Chúc quý vị luôn có thật nhiều sức khỏe và những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất có trong ngày. Xếp ghế Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Cường còn át chủ bài. Kính thưa quý vị, chính trị là một trò chơi khốc liệt đối với nhà nước độc tài toàn trị, thì bên trong bộ máy của Đảng Cộng sản không bị luật pháp chi phối, nên có thể nói, nó hội tụ đủ thứ trò chơi tranh đoạt quyền lực bẩn thỉu, không khác gì hình ảnh dưới thời phong kiến. Chính vì vậy mà người ta mới gán cho là chế độ phong kiến trá hình. Và lợi ích nhóm là cách dùng từ cho chia bè kết cánh trong triều đình của Đảng Cộng sản. Nguyên nhân của việc chia bè kết cánh là do luật pháp không được tôn trọng. Mà nơi nào luật pháp không được tôn trọng thì nơi đó có đầu đá cạnh tranh khốc liệt như là xã hội đen hay là các băng đảng mafia vậy. Và Đảng Cộng sản Việt Nam là một mô hình như thế. Bên trong của Đảng Cộng sản Việt Nam thì luật pháp không thể soi tới được. Và cũng như bên trong thế giới của mafia thì luật pháp cũng không thể soi rọi tới. Nên bản chất của hai thế giới này là không khác nhau. Nhưng trong chính trị, nó lại khốc liệt hơn là trong giới mafia. Còn đối với các nước dân chủ thường tôn pháp luật nên không tranh giành bẩn thỉu như là ở Việt Nam. Nếu ai muốn có chức thì phải ra ứng cử vận động nhân dân để bầu cho mình. Là phiếu bầu của dân sẽ quyết định, dù có đấu tranh cũng vô nghĩa. Và từ đó, nền dân chủ mới có thể trong sạch và cũng từ đó tự kiểm soát lẫn nhau. Và kính thưa quý vị, trước đây khi mà đấu đá giữa ông Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng khốc liệt nhất, thì đó cũng là lúc ông Đinh La Thăng cũng hỗ trợ cho Nguyễn Tấn Dũng đắc lực nhất. Được biết, ông Đinh La Thăng là người nắm Bộ Giao thông Vận tải, điều khiển nhiều dự án rất lớn. Chính vì lẽ đó mà quyền lực của ông Đinh La Thăng lúc đó cũng khá lớn. Cũng chính vì vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng lại muốn khui ra những sai phạm của ông Đinh La Thăng. Nguyễn Tấn Dũng trong nhiệm kỳ đầu tiên, lúc đó nếu như ông Đinh La Thăng mà chịu hợp tác với ông Nguyễn Phú Trọng, cung cấp những sai phạm của ông Nguyễn Tấn Dũng cho ông Nguyễn Phú Trọng, thì tới nay ông Đinh La Thăng sẽ được ông Nguyễn Phú Trọng sủng ái, chứ không phải bị ông Trọng đi sát ván như bây giờ, thậm chí là bị lôi đi khắp nơi để xét xử liên miên. Nói thế là để muốn thấy thế lực của mình mạnh lên và vững vàng trước đối thủ, thì phải là những con át giấu ẩn đi để dùng khi cần thiết. Và phải nói rằng, Đại tướng quân đội Lương Cường là một nhân vật khó đoán định nhất. Vào ngày 29 tháng 1 năm 2019, khi mà các cuộc hội nghị trung ương ban nhân sự cho Đại hội 13 mới bắt đầu, thì ông Nguyễn Phú Trọng đã phong đại tướng cho Lương Cường và ông Tô Lâm như là bước chuẩn bị cho việc cơ cấu. Và đây cũng là kế hoạch đã được định trước tại đại hội những 2 năm trước khá xa. Chính vì lo xa quá mà trong thời gian dài 2 năm đã có những biến đổi hết sức bất ngờ. Ông Lương Cường và Tô Lâm cùng lên đại tướng, trong đó thì Tô Lâm là người Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, thì người ta cũng nghĩ ông Lương Cường cũng có vị thế như vậy. Kính thưa quý vị, được biết ở Bộ Công an, Bộ Quốc phòng mà được phong đại tướng là dấu hiệu để vào Bộ Chính trị và sau đó là nắm chức Bộ trưởng. Tin tức càng ngày củng cố hơn khi giữa năm 2020 có tin rò rỉ cho biết có thể Đại tướng Ngô Xuân Lịch rất có thể sẽ phải kết thúc sự nghiệp chính trị ở Đại hội 13. Khi mà người ta chú ý đến trường hợp quá tuổi Ủy viên Bộ Chính trị theo điều lệ Đảng. Vào năm 2019, ông Lương Cường được phong hàm đại tướng cùng với ông Tô Lâm và không lâu sau đó thì thông tin rò rỉ cho biết ông Lương Cường sẽ trúng Ủy viên Bộ Chính trị. Nếu mà đã lên đại tướng mà được bầu vào Bộ Chính trị thì xem như là khả năng rất cao ông Lương Cường sẽ thay cho ông Ngô Xuân Lịch. Kinh nghiệm từ nhiều kỳ đại hội trước đây cho thấy rõ điều đó. Tuy nhiên, đến năm 2020 thì một nhân vật khác lại nổi lên, đó là một thượng tướng Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông ta nổi lên làm thay vai trò của ông Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, đó chính là ông Phan Văn Giang. Và sau đó thông tin lại rò rỉ, ông Phan Văn Giang sẽ vào Bộ Chính trị. Và đến Đại hội 13, cả ông Lương Cường và ông Phan Văn Giang vào Bộ Chính trị thật. Và câu hỏi đặt ra là, ông Lương Cường đã thất thế như thế nào? Tin tướng Phan Văn Giang là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay cho ông Ngô Xuân Lịch xuất hiện cách đây 2 tháng sau khi Đại hội lần thứ 13 kết thúc. Lúc đó có thông tin cho biết rằng có thể tướng Lương Cường sẽ làm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đến sau Hội nghị Trung ương 2. Khi mà danh sách nội các chính phủ đã xong,
thì tướng Phan Văn Giang nắm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Trần Thanh Mẫn chính thức là Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thì xem như là số phận của ông Phan Văn Giang đến giờ vẫn chưa rõ ràng. Và ông Lương Cường đã hai lần thất thế trước đồng đội, một lần may mắn không ngồi vào chiếc ghế vô dụng. Như vậy là ông Lương Cường đã phải hai lần bị trượt khi trượt chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và sau đó là trượt luôn chức Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Việc trượt chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là rất đáng tiếc cho ông Lương Cường, nhưng trượt chức Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lại là cái may, vì chức Phó Chủ tịch Quốc hội là chức không có thực quyền. Như là ông Đỗ Bá Tị trước đây, sau khi bị loại khỏi cuộc đua vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thì dạt sang Quốc hội và sắp chính thức về vườn và phải giã từ sự nghiệp của ông. Vì vậy, không xếp ông Lương Cường vào vị trí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lại là cái may mắn cho ông ta. Và nếu không có sự đấu đá giữa ông Trần Thanh Mẫn và ông Tô Lâm, thì ông Trần Thanh Mẫn phải dạt vào tá túc Quốc hội, thì có lẽ ông Lương Cường nằm ở vị trí chức phó cho ông Vương Đình Huệ và hữu danh vô thực. Điều đang nói là dường như ông Lương Cường còn thất thế hơn cả cấp phó của ông ta, khi mà ông là đại tướng chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, lại không được xếp vào ghế trưởng ban tuyên giáo đầy quyền lực. Và thay vào đó là ông Nguyễn Phú Trọng đã thay cấp phó của ông là Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Như vậy thì cho đến giờ, ông Lương Cường đã hai lần thất thế đối với đồng đội của mình. Nhưng ông lại được Nguyễn Phú Trọng kéo ra khỏi chiếc ghế vô dụng, là ghế Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Cũng như sau hai lần thất thế trước Phan Văn Giang và Nguyễn Trọng Nghĩa, thì nhiều người cho rằng ông Lương Cường đã thất sủng đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, hiện nay bến đỗ của tướng Lương Cường chưa rõ ràng, thì điều đó cũng có thể là ông Nguyễn Phú Trọng đang dùng tướng Lương Cường như là con át chủ bài chăng. Đây là một ủy viên Bộ Chính trị, nên nếu mà ông Lương Cường mà phó cho ông Nguyễn Phú Trọng, thì xem như là ông Trọng lại được thêm một ủy viên Bộ Chính trị nữa. Lúc đó, ban bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ có thể có nhiều ủy viên Bộ Chính trị hơn là bên chính phủ. Và khả năng rất cao là ông Lương Cường sẽ giữ chức cũ, tức là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trước đây. Và nếu đây là sự thật, thì có thể nói ông Lương Cường là người trên danh nghĩa thuộc chính phủ vì ông thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, ông Lương Cường làm chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nên cũng có thể cho rằng ông là cấp dưới trực tiếp của ông Nguyễn Phú Trọng. Vì ông Nguyễn Phú Trọng nắm chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương, khả năng rất cao là ông Lương Cường sẽ ngồi lại chiếc ghế chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Nếu như ông Lương Cường mà ngồi lại chiếc ghế chủ nhiệm Tổng cục Chính trị mà vẫn là ủy viên Bộ Chính trị, thì đây là một trường hợp không bình thường. Vì chức này theo thông lệ là ủy viên Trung ương Đảng mà thôi. Vì thế, nhiều nhà phân tích cho rằng ông Lương Cường nếu ngồi lại chiếc ghế cũ tại Bộ Quốc phòng là dạng ngồi chờ để được bổ nhiệm giữa nhiệm kỳ, hoặc là cũng có thể ông Nguyễn Phú Trọng cho ông Lương Cường ngồi đó như là một sự thử thách để xem ông Lương Cường sẽ có thiện ý rồi mới có quyết định bổ nhiệm cho ông ta vào các vị trí cao hơn. Và kính thưa quý vị, ông Nguyễn Phú Trọng có thể dùng ông Lương Cường vào việc gì? Đó cũng là câu hỏi được đặt ra. Có một điều rất trớ trêu là ông Lương Cường là ủy viên Bộ Chính trị nhưng lại ngồi chiếc ghế dành cho Trung ương Đảng. Còn ông Nguyễn Trọng Nghĩa thì lại ngược lại. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đang là ủy viên Trung ương Đảng thì lại ngồi vào chiếc ghế ủy viên chính trị. Cả hai ông này đều là tướng quân đội chuyên về tuyên huấn. Nghĩa là về chuyên môn thì ông Nghĩa và ông Cường là đồng môn với ông Nguyễn Phú Trọng. Từ ngành tuyên huấn quân đội mà qua tuyên giáo của Đảng là làm một công việc như nhau. Trước mắt thì ông Nguyễn Trọng Nghĩa thì khả năng cao là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đưa ông Nghĩa vào Bộ Chính trị ở kỳ hội nghị trung ương nào đó giữa nhiệm kỳ. Và sau đó thì cơ cấu cho vị trí khác. Hiện nay thì trong tay của ông Nguyễn Phú Trọng đang có nhiều hơn ông Phạm Minh Chính, một ủy viên Bộ Chính trị. Và nếu ông Nguyễn Trọng Nghĩa là một ủy viên Bộ Chính trị nữa, thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ có nhiều hơn ông Phạm Minh Chính đến hai ủy viên Bộ Chính trị. Và sau này, nếu như kéo được ông Lương Cường về ban bí thư, giao cho ông đứng đầu một ban nào đó, thì ông Nguyễn Phú Trọng đã hơn ông Phạm Minh Chính tới ba ủy viên Bộ Chính trị. Và như vậy, quyền lực ngày càng nghiêng trở lại với ông Nguyễn Phú Trọng, mặc dù tuổi đã cao, sức đã yếu. Còn ông Lương Cường thì đang được ông Nguyễn Phú Trọng giấu làm mật số. Đấy là trường hợp gia đình. Tuy nhiên, khi mà thực lực của ông Nguyễn Phú Trọng đang còn đủ mạnh, thì ông có thể kéo ủy viên Bộ Chính trị về dưới trướng của ông rất dễ. Nhưng e rằng, càng về sau sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng càng yếu đi, thì khi đó không những ủy viên Bộ Chính trị
mà đôi khi các ủy viên Trung ương Đảng cũng không thể rời ông mà đi cho được. Và đến khi ông đã quá già thì họ lại tự nhiên rời đi. Hiện nay không biết là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ dự định cho ông Đương Cường ở vị trí nào trong tương lai. Chỉ biết rằng nếu ngồi lại vị trí cũ thì ông Đương Cường cũng chỉ ngồi tạm mà thôi, chứ không thể ngồi lâu cho được. Và rất có thể ông Đương Cường lại là con át chủ bài của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đem ra dùng khi mà thế lực của ông Nguyễn Phú Trọng mất dần về tay của ông Phạm Minh Chính. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem đến cuối bản tin ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin hữu ích, quý vị cũng đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem. Và nhớ đăng ký kênh để đồng hành cùng tin tức Vivu TV. Hoài Thương xin được kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.